Thưa quý vị và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp nối chương trình với các thông tin đáng chú ý khác trong nước. Vào sáng ngày 10 tháng 12 tại Hà Nội, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức hội nghị công đoàn với phong trào thi đua lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm. Qua đó có thể đánh giá được công tác chỉ đạo triển khai và kết quả phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và nghiên cứu khoa học trong đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động theo đánh giá của ông Nguyễn Ngọc Ân, chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, trong 5 năm qua, phong trào thi đua đã thu hút và tập hợp được nhiều trí tuệ của đông đảo đội ngũ cán bộ nhà giáo, người lao động, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích đã được áp dụng vào thực tiễn có giá trị làm lợi ích cao phục vụ cho nhu cầu của xã hội. Tại hội nghị, nhiều bài tham luận và thảo luận về các đề tài nghiên cứu khoa học đã được công đoàn của các trường đại học, cao đẳng sư phạm và các đơn vị trực thuộc trong công đoàn giáo dục Việt Nam trình bày trong đó đáng chú ý là tham luận mô tả một số sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học thuộc đề tài cấp nhà nước được chuyển giao cho doanh nghiệp đưa ra ứng dụng vào thực tiễn của phó giáo sư tiến sĩ cao văn hoàng giảng viên cao cấp của trường đại học quyên nhân trong thời gian 5 năm nghiên cứu, Phó giáo sư tiến sĩ Cao Văn Hoàng cùng với các đồng nghiệp nghiên cứu sử dụng công nghệ chiếu xạ tạo ra nhiều loại sản phẩm nano ứng dụng trong nuôi tôm, chất kích tích nảy mầm và dùng trong sơn cũng như là chất chống nắng dạng nano. Doanh nghiệp đã thu được hàng trăm tỷ đồng nhờ vào các công trình nghiên cứu tại các trường đại học, đặc biệt là sản phẩm xịt mũi Nano Hoscare có tác dụng phòng ngừa các loại virus, kể cả virus corona với hiệu quả cao.